xuân đã về anh có hay, hoa bướm vui mùa xuân vầy, nơi phương trời anh có nhớ một người luôn nhắc tên. Đang xếp cây bưởi 1 năm tuổi to bằng cái tím 21 hoặc 27 đây là cho khách hàng, giao cho khách hàng. Thì bây giờ đang xếp ở vườn. Đây là những cây bưởi mà Hà Bình Ngon đã dâm được 1 năm. Và khi mà quý vị bà con trồng cây này thì chỉ cần 1 năm nữa ở trong vườn là bắt đầu bà con có thu hoạch quả bói. Và trong 1 năm đó thì Hà Bình Ngon cắt tỉa tạo tán để cho ra được một cái tán cây sum suê rất là đẹp như bà con đang nhìn thấy cây đang xếp ở trên xe đây. Thì những cây này thì Hà Bình Ngon không có nhiều, hàng năm thì chỉ có một số lượng nhất định có hạn thôi chứ không nhiều như cây nhỏ. Nên là ai đến trước thì mua được trước, còn về sau sẽ không có những cây như thế này, bởi vì số lượng cây như này không nhiều. Xin cảm ơn quý bà con.